chào quý vị các bạn, rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo hôm nay về Nha Trang. Đây là vào buổi sáng ngày 15 tháng 11 năm 2020. Đây quý vị, vào ngày âm cũng là ngày 15, ngày rằm, rằm nay rằm tháng 10 quý vị. Em đang có mặt trên con đường này là con đường Tố Hữu đây. Ngay chỗ này là đường Tố Hữu giao với con đường Thích Phạm Đức. Bên tay trái là hướng đi xuống Bình Tâm, bên tay phải là lên Hào Quang 2, Lê Hồng Phong 2 á. Con đường Thích Phạm Đức đoạn này lúc trước đó, nó là con đường A4, bây giờ là đổi tên Thích Phạm Đức luôn. Trên kia là tòa nhà Vincent Thế Hải, là khu đô thị Vincent Thế Hải rất là đẹp, gần trung tâm của thành phố, một khu đô thị cũng khá là nhộn nhịp. Con đường Tố Hữu này cũng là con đường chính, xe lưu thông rất là nhiều. Bánh được cho phép rẽ phải cái đèn đỏ để tránh tình trạng ùn tắc giao thông. Đường này cũng thường xuyên hay bị kẹt xe, xe nó rất là nhiều. Đoạn này bên tay trái thì là chung cư CT2 này, tới nữa là chung cư CT3. Góc ngã tư đường Tố Hữu và đường Võ Văn Kiệt này là con đường vành đai 2 thôi. Ngày phải là hướng thì sẽ đi lên cầu Vượt, lên nút giao thông Hồ Gòi. Đoạn này cũng là ngay chỗ này cũng là một cái nút gọi là một cái nút, chỗ này cũng là xe đồ hay bị ùn tắc lắm. Ngay cái nút giao xe nhiều lắm. Và hiện tại bên tỉnh họ cũng đang nghiên cứu là dự kiến là sẽ mở rộng cây cầu này. Đây là cây cầu Quảng Trường, cây cầu Quảng Trường bắc qua con sông Quảng Trường, dự kiến sẽ mở rộng cây cầu này như là sẽ là một cái hầm vượt để mà tránh cái nút giao giữa hai con đường Tố Hữu và con đường vành đai. Em di chuyển qua đây chúc mừng quý vị là những hình ảnh của con đường Võ Nguyên Giáp, con đường đại lộ đẹp nhất của Nha Trang đến hiện tại, và con đường rất là rộng, mỗi bên là ba làn và giải phân cách vòng vo trước ở chính giữa cũng rất là rộng rãi luôn. Đây là con đường kết nối lên Duyên Khánh. Đồng thời thì di chuyển này cũng là kết nối qua con đường quốc lộ 27C đi lên thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng. Rồi hướng này cũng là hướng đi lên cái bến xe liên tỉnh phía Nam mới của Nha Trang ngày nay, nằm ở xã Duy Toàn, ngay góc của đường đại lộ Võ Nguyên Giáp này và con đường quốc lộ Cải Lương Tiến mới. Là bến xe mới chuyển lên năm ngoái này. Trước là bến xe phía Nam, bây giờ là gọi là bến xe liên tỉnh phía Nam. Chạy dọc đoạn này Võ Giáp là hai bên là khu đô thị, bên tay trái vì là khu đô thị Mỹ Gia Bình Thái, bên tay phải là khu đô thị Mỹ Gia Thắng. Đây là chạy dọc đoạn này là hai khu đô thị rất là đẹp. Ở đây thì quá là tuyệt vời luôn quý vị. Ở khu vực đây thì nó thoáng yên tĩnh đẹp và cũng khá là gần với trung tâm khó nữa. Cho nên là những khu vực ở đây thì nhà cũng mọc lên 50% đó.
rất đẹp. Phần này là nó thuộc Bình Thái không này, địa phận của xã Bình Thái. Chỗ này là cái gọi là cái vòng xây, gọi là vòng xây Bình Thái. Đi qua thôn Thái Thông 1, Thái Thông 2 của xã Bình Thái nè. Và hướng này cũng là cái hướng mà đi qua kết nối lên con đường 23 tháng 10. Nó cũng chập thôi, nó cũng hẹp lắm, nó cũng rộng lắm. Bán buôn một cũng nhộn nhịp. Thế rồi ăn uống rất là nhiều. Sáng thì bán đồ ăn sáng, chiều thì bán đồ nhậu. Tay trái của chú như bạn là ngôi chợ Bình Thái nha, đối diện là Bách Hóa Xanh. Chợ ngày rằm cũng bán nhộn nhịp, các món chay rồi trái cây ho rồi. Chợ này chợ xẻ cho nên là nó cũng không có rộng lắm, buôn bán tương đối các cái mặt hàng thiết yếu ăn uống để cho người dân. Xíu nữa là ngon lắm luôn á. Con đường này mà nó rộng gấp đôi đây là có vỉa hè ra để cho người dân buôn bán, rất là tiện lợi luôn, rất là thuận lợi cho người dân luôn. Tại đường này em thấy là buôn bán nó nhộn nhịp lắm, xe đường qua lại cũng rất là thường xuyên. Tại vì con đường này nó cũng là một con đường kết nối từ 23 tháng 10 để đi qua đại lộ Văn Giáp, cũng là con đường huyết mạch. Đường xe luôn không có nhiều lắm. Wow, anh Long rồi quý vị. Anh Long là quá trời luôn. Rồi chạy dọc vòng này là nhiều quán nhậu lắm, nhiều quán bi tươi, bi hơi. Buổi sáng họ bán bún, phở, bán đồ ăn sáng. Buổi chiều là bắt đầu họ bán đồ nhậu. Đặt có hai bánh mì chay luôn, rồi ở dưới mấy góc trứng cá mát ghê luôn, bánh cà phê chơi. Mấy cái mô hình cà phê ghế rồi nhỏ nhỏ ngọn ngọn rồi vậy là đông khách, hút khách, giá nó rẻ hơn. Dành cho những thành phần thích uống cà phê. Họ
cái quán thì có người thì họ thích vô những quán cà phê rộng rãi, thoáng, cây xanh, ngồi mục đích để thư giãn, uống cà phê thư giãn. Quán bánh canh đó, đoạn này là trưa cũng có bán cơm được, sáng thì bán đồ ăn sáng, trưa bán cơm. Hai góc này gọi là ngã ba cây dừa, hay gọi là ngã ba của đường giao đường Bình Thái với đường Phan Phùng. Để phải là hướng thì sẽ đi xuống lại phố, bên trái là hướng đi lên lại Duyên Khánh. Đây là giao giữa đường Cầu Bè với 23 tháng 10. Đây là thuộc địa phận thôn Phú Thạnh 3 của xã Bình Thạnh. Đây lên nữa là gọi là cây số 5 đó vậy. Đi thẳng tiếp trên đường 3 tháng 10 này thì sẽ lên xã Bình Trung. Hết Bình Trung là thuộc Duyên An, Duyên Khánh. Phía trước là ngã ba chợ ga, hay còn gọi là ngã ba cây số 5, giao giữa con đường 3 tháng 10 với con đường trung tâm xã của xã Bình Thạnh. Để bên phải là hướng sẽ đi qua đường trung tâm xã của xã Bình Thạnh, thì cũng là hướng đi qua chợ ga một trung tâm của xã luôn, vào một đoạn thôi. Buổi sáng ăn cá món xôi rồi về muốn khách. Đây cũng là chợ cho nên là nó cũng nhộn nhịp lắm. Con đường này nó cũng không có rộng lắm. Đây cây rồi. Thank you.
vực chợ thì cũng có một cái quán cà phê gọi là Coffee Xanh, nó đúng nghĩa là cà phê xanh. Cà phê ở đây thì là kiểu sân vườn, quán rất là thoáng, cây xanh rồi nhiều lắm. Quý vị vào giống như là cái đường Amazon, giống như là một rừng cây vậy đó, mát lắm. Nên quán này là chủ yếu là quý vị vào vừa uống cà phê và vừa thư giãn, rất là tốt. Quán rất đẹp. Hôm nay cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở một video tiếp theo sau.